Có một dạo, mình cứ thấy ở trên mạng rằng những người giỏi hơn em vẫn đang cố gắng thì em cố gắng có ý nghĩa gì? Sau đấy lại có người bảo với mình đọc sách nhiều thì cũng chả có tác dụng gì đâu. Và một người khác thì nói úi dào, con gái thì học nhiều thế làm gì? Hừm. Mặc dù mình thấy những lời khuyên như thế thật là vớ vẩn và chẳng đáng để nghe. Thế nhưng khi mọi chuyện trở nên khó khăn, mình bắt đầu nghi ngờ bản thân và tự hỏi hay là những người kia nói đúng. Thế rồi, trong một ngày chán nản, nằm lướt Facebook, mình thấy một người đàn anh trình đã rất cao rồi còn post tranh lên và lúc đấy mình đã nghĩ ồ, anh ấy đã giỏi như thế rồi mà vẫn tiếp tục nghiên cứu, còn mình thì nằm đây như một con lợn. Và mình nhận ra, cho dù có cố gắng, có thể mình cũng sẽ chẳng bằng ai. Thế nhưng, ít ra mình vẫn còn có thể tiến bộ từng chút một. Ta-da! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Như các bạn vừa thấy thì đấy là một cái đoạn hoạt hình mà mình đã dùng để minh họa lại một cái quãng thời gian của mình trước đây. Bây giờ thì sau một cái thời gian nỗ lực rồi học hỏi rồi các thứ thì mình cảm thấy là mình cũng đã tiến bộ lên một chút. Và hiện nay thì mình cũng đang có một cái công việc mà mình rất là thích nữa. Cho nên là mình thực sự cảm thấy rất là mừng vì ngày xưa mình đã tiếp tục cố gắng thay vì bỏ cuộc giữa chừng hoặc là nghe những cái lời khuyên của ai đấy. Cho nên là hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, mình sẽ giới thiệu với các bạn 6 digital artist của Việt Nam mà các bạn nên follow. Bởi vì những cái người này từ xưa cho đến bây giờ thì họ đều đang là những cái người mà truyền động lực cho mình rất là nhiều. Thì cái tiêu chí, mặc dù ấy, mình biết là ở Việt Nam thì có rất là nhiều artist khủng và đây không phải là 6 cái người duy nhất. Tuy nhiên hiện nay thì đây là những cái người mà đầu tiên là truyền động lực được cho mình, truyền cái cảm hứng được cho mình đã. Cái thứ hai rằng là họ rất hay post tranh, post những cái tranh cực kỳ đẹp và chất lượng. Thì đối với mình cái tiêu chí mà hay post tranh đấy thực sự là một cái quan trọng. Bởi vì cái việc mà mình lên trên mạng hoặc là mình lên trên những cái trang web về art á, và mình thấy những cái người đấy đã giỏi rồi và họ vẫn tiếp tục cố gắng, thì cái điều đấy nhắc nhở cho mình, nói chung cũng tạo cho mình những cái cảm hứng rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn nhé. Cái họa sĩ đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là anh Lê Long. Ở trên màn hình này thì chắc là các bạn đã thấy một cái bức tranh này, có khả năng lớn là các bạn đã thấy rồi, bởi vì có một cái thời gian cái bức tranh này thực sự là rất là viral trên Facebook. Trong cái lối vẽ của anh Long nó có một cái sự đặc biệt rằng cái chủ đề của anh ý luôn luôn biến những thứ mà rất là gần gũi ở xung quanh mình trở thành một cái thế giới fantasy. Giống như cái bức tranh này thì mình thấy anh ý có nốt lại là ở đây là một cái chuyến du lịch anh ý đến Phú Quốc với cả công ty, và sau đấy thì kiểu tưởng tượng về một cái cảnh fantasy như này ấy. Thì các bạn có thể thấy những cái chủ đề quen thuộc mang tính rất Việt Nam như kiểu là bán trà đá, quán trà đá, rồi thì ống điếu cầy, rồi đó, rồi những cái chiếc xe mà có dáng rất rất là Honda hay là cấp gì đó, trông rất là Việt Nam luôn, nhưng mà lại được vẽ lại bằng một cách cực kỳ thú vị. Thì mình nghĩ rằng đây thực sự là một người họa sĩ mà rất là đáng để cho các bạn học hỏi, đặc biệt là khi mà các bạn đang muốn thể hiện trên những cái chất liệu có tính truyền thống, có tính Việt Nam một chút. Người thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là anh Vượng Lê. Mình cũng không biết cái bức này, tại vì anh ấy có một số những bức mà cực kỳ nổi ở trên ArtStation trong một cái thời gian trước, nhưng mà mình cũng không nhớ chính xác có phải bức này không. Thì đại loại đây là một trong 2-3 bức gì đó. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu thêm về các bạn một số những bức khác. Ở trên Facebook nếu mà bạn follow anh ấy thì sẽ thấy là anh Vượng Lê là một artist mà làm việc cho, nói chung có cơ hội cộng tác đối với cả một số hãng khá là lớn, ví dụ như là Riot. Anh Vượng ngoài chuyện là hay vẽ những cái card game này hoặc là những cái character design thì lâu lâu anh Vượng cũng có share một số những cái book study nữa. Ngoài ra anh có mở một cái lớp vẽ ngoài Hà Nội, đồng thời là admin, là cái người mà lập ra cái group mà tập vẽ máy á. Thì anh ấy có duy trì thêm một số những cái group để mà các bạn họa sĩ có thể trao đổi thêm thông tin với nhau. Ông rất là có một cái, nói chung cũng cố gắng chia sẻ được kiến thức đối với mọi người. Thì mình nghĩ đây là một cái người mà
Nói chung rất là đáng để mà các bạn follow và tham khảo được rất là nhiều từ anh ý. Artist thứ ba mà mình muốn giới thiệu với các bạn đấy chính là Đạo Trọng Lê, Lê Trọng Đạo. Hình như tên là Đạo đấy, tại vì tên Việt Nam với lại tên tiếng Anh nó cứ bị ngược nhau, xong rồi mình hay bị nhầm tên của mọi người một chút. Thì đây là họa sĩ full time của Riot. Và nếu như mà các bạn là một cái người hay chơi game thì có thể biết gần đây Riot có một cái game mới tên là Legend of Runeterra. Và cái tấm mà mình đang để ở trên màn hình đây thì là một trong số những cái tấm card game được vẽ, được Đạo vẽ ở trong đó. Nếu mà bạn chơi game đấy thì có cơ hội được xem nhiều cái tấm hơn. Và tất nhiên khi mà bạn follow Đạo thì ngoại trừ những cái tấm mà đã được render full và chất lượng rất cao như thế này thì các bạn có thể thấy Đạo cũng chia sẻ thêm một số những cái tấm về value này, những cái option mà Đạo đã làm cho bên Riot. Rồi lâu lâu thì cũng có một số những cái ví dụ như là splat art mà thực thu lại quá trình thành dạng timelapse á. Đây là một số những cái personal project mà Đạo làm. Cái tấm này trời ơi, chắc các bạn lên art station thường xuyên thì chắc là sẽ thấy lắm luôn đây này. Tại vì nó được quảng cáo ở trên cái store của art station. Và đây thì là cái tấm vẽ gần đây nhất. Đây là một cái thanh niên khá là kiệm lời, cho nên là khi mà các bạn theo dõi ở trên Facebook thì sẽ thấy là chỉ có share công việc và công việc ấy, hoàn toàn không có cái gì thêm như là drama hay gì cả. Mình thấy như thế thì rất là hay, vì khi mà tập trung vào công việc và khi mà follow những cái người như vậy thì bạn sẽ thấy được nhiều sản phẩm rất là thú vị. Artist tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn chính là Việt Khoa. Việt Khoa thì mình không nhớ là năm ngoái hay là năm kia, nhưng mà đại loại thì giống như là bỗng dưng một ngày có một cái họa sĩ Việt Nam đã thắng cái challenge của cái Face Character Design. Và đây là cái tấm mà mình đang chia sẻ với các bạn xem này này. Thì nói chung lúc đấy kiểu mọi người trời ơi, tại sao Việt Nam lại có một cái artist mà khủng khủng như thế, nhưng mà anh em chúng ta không hề biết tới ấy. Thì sau đấy, từ cái bức đấy, từ cái sự kiện đấy thì mọi người biết tới Khoa nhiều hơn. Và cho đến nay thì cái tính design, cái tính concept, cái nói chung là cái idea của Khoa rất là mạnh. Và hàng tuần luôn ý, các bạn sẽ được thấy Khoa up những cái con character có cái chất lượng rất cao. Và những cái project này thực sự khi mà mình xem mình cảm thấy luôn luôn thú vị. Bên cạnh những cái tấm mà đã được full render rồi thì các bạn cũng có thể bắt gặp ở trong đó một số những cái tấm sketch nè, rồi một vài những cái option về value, về những cái phiên bản màu khác nhau. Đây ví dụ như thế này, đây là một con character nhưng mà đã được design với những cái bản phiên bản màu khác nhau. Thì tất nhiên là khi mà các bạn tham khảo Khoa thì mình có thể tham khảo được quy trình cũng rất là nhiều, và tất nhiên là cả idea nữa. Mình cảm thấy idea của Khoa rất là mạnh, lúc nào xem thấy cũng cực kỳ thú vị và màu thì siêu đẹp. Mình rất là thích cái bộ con rơi này và cái bộ này nữa. Đây là một trong số những cái sản phẩm mà gần đây của Khoa cùng với cái nhóm bạn. Ok. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai artist nữ cực kỳ tài năng. Thực ra đây thì là một nhóm hai chị em, không phải hai chị em mà hai bạn làm chung với nhau. Một bạn thì tên là Phương Nhi Nguyễn và một bạn thì tên là Phương Bùi. Tên của nhóm thì là Tamo Taro. Thực ra thì mình follow hai cái bạn này ở trên Twitter đầu tiên cơ. Cái dự án mà mình nhìn thấy đầu tiên chính là cái fan art Học viện Siêu Anh Hùng này. Và mình nghĩ trời ơi, lúc đầu mình tưởng rằng đấy là một artist nào của thế giới. Sau đó thì mình phát hiện ra đây là người Việt. Xong mình nghĩ trời, tại sao ăn cơm Việt Nam mà lại vẽ đẹp như thế này. Mình cũng ăn cơm Việt Nam cơ mà, hu hu. Nói chung cái cách mà bạn fan art và cái cách bạn thể hiện cái thế giới quan của mình thực sự rất là thú vị. Đấy, các bạn ý có bán cả art book nữa, nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể mua nha. Trời ơi đẹp ơi là đẹp. Màu sắc và cách sử dụng màu, cách sử dụng cái, nói chung mọi thứ đều rất là pro luôn ý. Đây nữa nè. Đây thì là fan art một chuyện khác rồi.
sau khi giới thiệu với các bạn xong thì mình cảm thấy mình phải đi vẽ ngay lập tức đây.